Chào cả nhà. Cả nhà thấy thế không? Cả nhà ơi, hôm nay Thí nấu xôi nha cả nhà. Nấu xôi ăn nhưng mà Thí thấy có người nấu xôi có nhiều cách khác nhau, khó nấu lắm. Nên Thí biết nấu xôi bán hồi nhỏ tới lớn, nên Thí muốn nấu xôi này để cho cả nhà thấy. Để cả nhà muốn ăn xôi, cả nhà nấu dễ dàng lắm, không cần phải nấu khó khăn như người ta chỉ đâu. Bây giờ Thí sẽ quay lại cho cả nhà coi ha cả nhà. Đó, Thí có đậu xanh đó, đậu xanh của mình, đậu xanh Việt Nam mà người ta xay ra nhuyễn rồi đó. Bắt đầu Thí ngâm rồi, Thí ngâm trong, giờ Thí rút cho sạch rồi đó. Thí nếp nè. Giờ cả nhà thấy Thí đậu nếp vô Thí nấu nè, bình thường thôi, không cần ngâm đâu nghe cả nhà. Không cần ngâm giống người ta đâu. Nè, Thí nấu nè. Thí thường thì đậu chừng, nhưng một chút nữa có gì cả nhà đậu chừng xôi này á, thì để nước nhiều thì nó nhão thôi, nhỉ nhão mình ăn không được. Giờ Thí nấu nhiêu xôi. Nhiêu xôi đây với nhiêu đậu xanh thôi cho nó ngon đó. Giờ Thí vo cho sạch xôi rồi Thí để đậu xanh vô Thí nấu đó cả nhà ơi. Thí cho vo xôi rồi Thí để vo gạo rồi nè, Thí để đậu xanh vô nè. Cả nhà để nước ít ít thôi nha, cả nhà thấy cái nghiêng nước không, nương nghiêng không đó, để nước xíp xíp cái mặt xôi của mình thôi. Thì xôi nếu mà có đậu xanh thì để gì thôi, mà để còn ít nước hơn nữa, vì để nhiều quá nó nhão rồi cả nhà. Nó cả nhà nhìn thấy cái nước của nó mình nó cạn cạn với cái nếp thôi, cạn cạn với cái mặt nước thôi, chứ không có đẩy nước nhiều, vì đẩy nước nhiều nó nhão đó. Đó Thí sẽ để lên đây xin nấu. Ở nhà làm gì vậy? Ủa xin lỗi cả nhà, lộn nha. Chồng Thí vô, chồng Thí vô, chồng Thí lấy đồ mà Thí lộn, Thí hỏi cả nhà làm gì. Đó, cả nhà thấy cái mặt nước sôi chưa? Mặt nước sôi giống như là bây giờ mình làm nửa nóng tay thôi đó. Thường thì mình nấu cơm là một nóng tay, còn nó sôi là mình nấu lửa nóng tay thôi. Nấu thiếp thiếp ở trên mặt nước của cái sôi thôi, chứ không có để nhiều nước. Giờ Thí thấy nóng nha cả nhà. Đó. Thí sẽ để nửa muỗng muối vô Thí nấu. Nè, Thí để nửa muỗng muối vô nè. Nấu nè. Đó, cả nhà thấy không? Nước ít lắm. Để nước ít thì ít vậy đó. Chứ để nhiều quá là nó nhão. Nhưng mình nấu lửa gần tới nó sôi, nó gần sôi. Nó sôi mà gần cạn đó, mình phải hạ lửa nhỏ để thôi nó rút nhanh lửa đó, rồi sôi nó chưa chín bắt đầu nó khét. Cho nên nó sôi này nó khó, là khó chỗ vậy đó. Mình nấu nhưng mà tới lúc mà sôi nó sôi lên đó, bắt đầu sôi nó lên, sôi lên đâu giống như gạo đâu, đâu giống như gạo mà nó sôi còn nước cục cục đâu. Là nó rút nước liền, là mình phải hạ lửa nhỏ thiệt nhỏ lại. Để thôi là nó sôi nó sống mà lại khét nữa. Để dùng lại Thí nấu nha, nấu cho cả nhà coi nha. Cả nhà nhìn thấy không? Nó sôi đó, nó sôi mà một lát là nó nhanh rút nước lắm, nó sôi chút nữa nếu mà nó nếp này cũng thấy cũ nên nó có nước như vậy đó, nó không có sao. Nếu mà cả nhà thấy nước như vậy nhiều là cả nhà phải bỏ bớt nước lại. Nó nhanh rút nước lắm là nó mới chín, nó mới sôi, nó mới khô. Rồi một lát hạ lửa nhỏ là nghe. Có Thí nãy giờ nó vậy này cả nhà. Tại vì nó có đậu á, mình nấu nó hơi lâu là mình phải để nước hơi nhiều chút cho nó đậu nó rút nước bớt đi. Thì nó đậu nó mới chín. Còn nếu mà sôi không thì cả nhà phải chắc bỏ bớt nước, chứ không thôi nó sôi kiểu này là nó nhão. Đó giờ Thí sẽ hạ lửa nhỏ rồi. Giờ Thí đậy dung nè, đậy dung thì thiệt kín luôn nha, không dở nữa, hạ lửa nhỏ lại luôn. Nhỏ lại để mình lấy hơi đó, lấy hơi. Nó chưa có cạn nước nhưng mà mình lấy hơi, nó không có chảo đâu, sợ để lấy hơi hầm hơi cho sôi nó chín. Rồi xong nữa một lát thì nó khô, nó mới thành cơm cháy, thôi nó mới có cơm cháy. Thì làm cái sốt dầu hào đặng chút nữa ăn với cánh gà tây với lại xôi đó cả nhà. Này giờ Thí dở cho cả nhà xôi coi nè, nó xôi lên vậy nè, bắt đầu lại dung lại hầm luôn, không dở nữa. Tại Thí dở cho cả nhà coi thôi chứ bình thường không dở, dở nữa nó sấm, hạ lửa cho thiệt là nhỏ luôn. Nó còn nước đừng có để nó khô nước hết thì mới hạ lửa, nó còn nước là hạ lửa nhỏ luôn để cho cái nước đó nó hầm vô cái xôi là nó mới chín xôi với đậu. Nấu xôi không thì nó dễ hơn, còn nấu xôi với cái đậu thì nó hơi khó một chút. Ở nhà Thí không có cái lò củi giống của mình, Thí nghiêng qua bên đây đó, cả nhà thấy cái nồi của mình bự vậy nhưng mình kéo qua cho nó hông bên đây, rồi mình kéo lại, ý là giống như mình hông nồi cơm vòng cái lò nồi cơm mà mình nấu nửa than vậy đó. Giờ Thí kéo từ từ, lúc nữa Thí kéo từ từ xay vậy nè, mình xay cái lửa này nè cho nó hông cái đít nồi, hông bên cạnh đít nồi để cho cái sôi nó chín, nó không bị khét nha cả nhà. Ở nhà xôi của Thí nó có mùi rồi đó cả nhà. Đó bây giờ Thí xay lại gì nữa nè, dở cho cả nhà xem thử nha.
Đó, nó chín rồi đó, cả nhà thấy không? Nó chín rồi đó, nhưng mà nó chưa chín lắm, mình phải để hầm hơi nữa. Cả nhà thí dở lên, thí chớ lên thử cho cả nhà coi nha cả nhà. Đó, thí chớ lên nè. Chớ lên nè, chớ lên đừng đậy dung hầm lít nữa. Mình có thể xay xay hoài để đừng cho nó cháy trứng giữa. Đó, thí chớ lên đó. Cả nhà thấy sôi thấy ngon không cả nhà? Ngon không? Chới lên đặng cho mấy cái chỗ nào mà nó bị cứng khô thôi đó, nó sẽ chín. Rồi đậy hầm lại. Cả nhà giờ mình tắt lửa được rồi nha cả nhà. Tắt lửa để đây lát nguội đừng cho nó cơm cháy nó chốc. Giờ thấy cho tắt sôi có thấy chín rồi đó. Chút nữa thấy sẽ bới vô tô vô dĩa ăn để vô dĩa cho cả nhà sôi. Nhìn thấy sôi sôi nó ngon không ha. Cả nhà xôi này có thể nấu với nước cốt dừa nghe cả nhà. Thí lớn tuổi rồi thí không ăn bao tử thí yếu nên thí không có nấu nước cốt dừa, thí nấu nước lạnh với muối. Cả nhà nấu nước cốt dừa rất là ngon á. Nước cốt dừa cũng nấu sệt sệt giống như vậy á. Nhưng mà không có đậu là cả nhà phải để ít nước lại nữa. Cả nhà thấy nó sôi nhưng mà nước còn sụp còn mà không có cốt được thì cả nhà phải chắc bỏ bớt nước đi. Còn đây là có đậu nên thí để cái nước đó luôn để cho đậu nó mềm đó. Cả nhà thấy nồi xôi có thấy ngon không cả nhà? Đó, thấy cơm cháy có thấy ngon không? Đó, cả nhà phải nấu y như thế vậy mới có cơm cháy như vậy mới ngon nha cả nhà. Nhưng mà nấu xong rồi đó, đừng cạo cái liền để cho nó hơi nguội nguội đi. Còn không là lấy cái đít nồi nhúng vô chỗ nước nào đó cho nó mềm cái đít nồi cho nó bớt nguội cái đít nồi tự động cơm cháy nó chốc thì mình bớt ra mình ăn luôn rất nóng này cơm cháy nó giòn rất là ngon nha cả nhà. Ủa cả nhà thấy cơm cháy bây giờ cả nhà ăn như cơm cháy là mà mình nấu cơm ở dưới quê là củi đấy thắt ha cả nhà nhìn thấy ăn dĩa này chắc mập chết luôn á. Cả nhà thấy dĩa xôi có thấy không? Thí ăn cơm cháy, chồng thì không có ăn cơm cháy nên thí dứt cục xôi xong thì để cơm cháy xung quanh cho nó ngon. Cả nhà nào yêu cơm cháy thì ủng hộ thí nha. Cơm cháy giòn ngon lắm cả nhà, lát thí ăn cơm cháy không à. Đó cả nhà thấy không? Thôi thí cũng có dĩa xôi, bữa nấu xôi ngon với dĩa xôi ngon rồi cả nhà. Ăn cái đùi gà tây đó, đùi tây nướng hôm qua nướng đó, bây giờ ăn với xôi. Cả nhà thấy không? Cái đùi gà tây ngon không? Để lại bên đây cái da cho cả nhà coi cái da ăn mập lắm. Đó ăn đùi gà tây đó cả nhà thấy không? Đó, thí có mũi xôi dĩa xôi ngon rồi cả nhà ha. Thí cũng xin tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà video khác. Cả nhà ơi, nhớ thương thí ủng hộ like và đăng ký kênh share cho thí chứ nghe cả nhà. Cả nhà chúc cả nhà luôn có bữa xôi ngon giống thí nha, không đen không cháy mà vàng giống vậy đó. Nó khô ngon giống vậy luôn nha cả nhà. Nấu xôi thì cũng hơi khó nhưng mà biết nấu mình là quen rồi cũng dễ lắm. Cả nhà thí xin tạm biệt cả nhà nha, hẹn gặp lại cả nhà video khác nha cả nhà. Cả nhà nhớ like đăng ký kênh cho thí với nghe cả nhà. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà. Đừng quên đăng ký kênh cho thí ủng hộ nghe cả nhà. Bye bye.